Bạn thì qua clip này thì công ty Vingroup Việt chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái loại giá đỡ bút vẽ mỹ thuật rất là tiện lợi, là có mã là AVH2. Đây là cái giá đỡ bút vẽ mỹ thuật này. Tôi đã để rất là nhiều các cái bút trên này. Khi mà chúng ta sử dụng bút vẽ mỹ thuật thì chúng ta có thể là sẽ cần là để cái bút trong cái quá trình chúng ta sử dụng, gác cái bút lên khi mà trong bút mà còn sơn, giả sử như là cái bút này chẳng hạn, là nếu như mà chúng ta để mà chúng ta đang còn sơn ở trong cốc mà chúng ta vô tình chúng ta để xuống dưới này, nó sẽ chảy sơn ra ngoài. Nếu chúng ta có cái giá đỡ như thế này thì nó sẽ rất là đơn giản để chúng ta có thể là gác cái bút này vào đó. Chúng ta xem này, thì với cái đặc điểm của cái giá đỡ này, nó có thể xoay này, cái phần này nó có thể xoay này, đó, xoay, phần này có thể xoay, đó, rồi cái cao thấp này, chúng ta có thể là có cái nút chỉnh ở đây, có cái ốc chỉnh ở đây, chúng ta có thể nâng lên hạ xuống, đó, chúng ta có thể nâng lên hạ xuống được, nâng cái giá đỡ lên, đó, hạ giá đỡ xuống, đó, thì ở đây chúng ta có thể gác rất là nhiều cây bút, đó, ở đây tôi gác 4 cây, chúng ta có thể gác thêm. Chúng ta có thể gác thêm các cái cây bút vào trong cái trên cái chỗ đỡ này cũng được, là thêm 6 cây chúng ta có thể làm ha. Chúng ta có thể thêm, chúng ta có thể gác thêm cái bút này vào đây đó, ví dụ như thế, gác rất là nhiều nha các bạn, chúng ta có thể gác rất là nhiều các loại bút đó. Thì trên đây thì công ty View Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái giá đỡ bút vẽ mỹ thuật đó. Thì đây là cái bút mà tôi lấy làm ví dụ mẫu, là cái bút vẽ mỹ thuật của hãng Ophir Đài Loan. Thì để ủng hộ kênh thì quý khách vui lòng like, share, subscribe và nhận được các clip mới nhất. Thì công ty View Việt chúng tôi chúc quý khách thành công. Chào tạm biệt quý khách.